Chúng tôi tới thành phố Lào Cai vào một ngày trời se lạnh để thăm gia đình anh Vũ Duy Khang. Anh tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ ấm cúng, hạnh phúc và đầm ấm với người vợ xinh đẹp đảm đang. Không những thế, chị vợ anh vốn là dược sĩ tốt nghiệp Đại học Dược Thái Nguyên và là người chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Chính chị là người đã giúp anh thoát khỏi căn bệnh viêm gan B đầy nguy hiểm. Bắt đầu là tôi cảm thấy là người nó mệt mỏi, đau bụng bên phải và đi phân để là táo bón. Xong rồi đến năm 2014 là kết hợp với cái khám sức khỏe định kỳ của công ty thì phát hiện ra là cái men gan nó tăng, thì mới đi về Hà Nội khám ở viện 103 thì phát hiện ra là mình viêm gan B, virus thể hoạt động. Khi mà tôi đi khám ở viện thì cái lượng đếm virus là 1,62 x 10 mũ 6 thì cảm thấy rất là mệt mỏi. Sau đó là về là điều trị ở nhà. Khi mà sử dụng thuốc tây trong thời gian khoảng 6 tháng gì đó thì là cảm thấy người rất là mệt mỏi. Đặc thù công việc của mình là lái xe thì cái thời gian sử dụng thuốc tây nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe, cảm thấy người nó mệt mỏi, không đủ tỉnh táo để tiếp tục công việc. Trong thời gian uống thuốc tây thì có đi kiểm tra lại, có men gan có hạ và cái lượng virus nó cũng có hạ, nhưng đặc biệt đó là cảm thấy người mệt mỏi. Là trụ cột trong gia đình, anh Khang lo lắng cho sức khỏe bản thân một thì lo lắng cho gia đình nhỏ của mình 10. Nhưng may mắn thay, chính vợ con lại là người thắp lên niềm tin trong anh. Mình có theo học dược ở trường Đại học Thái Nguyên thì trước đây trong thời gian theo học mình đã biết được cái tác dụng của cà gai leo rồi, biết được cái tác dụng của nó đối với gan. Sau đó mình tìm hiểu thì biết đến cái sản phẩm giải độc gan Tuệ Linh. Trong thành phần của nó ấy, thì nó có luôn cái cà gai leo và cao mật nhân. Trước đây mình đã biết được cái tác dụng của cái cà gai leo rồi. Thêm nữa là mình biết được là cái sản phẩm này là của công ty dược Tuệ Linh thì rất là yên tâm dùng. Vì Tuệ Linh là công ty uy tín. Sản phẩm của công ty Tuệ Linh ngoài cái giải độc gan thì trước đây mình cũng đã dùng cả trà giả cối lam cho ông xã rồi, nên là mình rất là tin tưởng. Hơn nữa là cái sản phẩm này thì mình có tìm hiểu qua thì nó được nghiên cứu ở tại viện 108, nên là càng yên tâm sử dụng hơn. Sau một thời gian sử dụng thì 3 tháng cùng với thuốc thì men gan của ông xã mình đã trở về bình thường. Các cái hiện tượng như đau tức xạ sườn phải, táo bón thì hết. Cái virus viêm gan B, cái chỉ số viêm gan B nó xuống rất là tốt. Cái tiến triển rất tốt. Đặc biệt nữa là các cái triệu chứng đau tức hạ sườn phải, cái biểu hiện về tiêu hóa của hắn là ổn định bình thường. Hơn nữa là tăng cân nữa nhờ, 3 đến 5 cân gì đấy. Đến lân thận thời điểm bây giờ là từ cuối năm 2014 đến bây giờ mình vẫn tin tưởng giải độc gan Tuệ Linh và cho ông xã dùng đều đặn ngày 2 lần, mỗi lần 3 viên từ đó đến bây giờ. Dùng giải độc gan Tuệ Linh thì thấy là người nó khỏe khoắn hơn, có đủ sức khỏe để đảm bảo công việc. Mình mới duy trì dùng giải độc gan Tuệ Linh từ năm 2014 đến giờ. Đến vừa giờ thì đi khám lại ở dưới viện 103 thì cái lượng virus là hầu như là không phát hiện được nữa, là thành âm tính đó. Còn cái men gan là ở mức bình thường, trong khoảng tầm độ 40-50 gì đó. Thì cảm thấy là người nó khỏe mạnh, thoải mái, bình thường. Hiện tại bây giờ đặc thù công việc của tôi là lái xe giao ca, chở công nhân đi làm. Sáng đi chở công nhân, chiều đi chở công nhân và đêm đi chở, là ngày có 3 chuyến chở công nhân đi làm. Đặc thù công việc là một công việc phức tạp, đầu óc rất căng thẳng, rất mệt mỏi. Nhưng khi mà dùng giải độc gan Tuệ Linh thì không bị ảnh hưởng nhiều như dùng thuốc tây. Cảm thấy sức khỏe đảm bảo, tinh thần vẫn minh mẫn, đủ sức khỏe để đảm bảo công việc hiện tại bây giờ. Mình là dược sĩ, mình bán hàng tại nhà. Thì ngoài cho ông xã dùng cái sản phẩm giải độc gan Tuệ Linh, mình cũng cho rất nhiều cái khách hàng của mình dùng sản phẩm này. Có rất nhiều khách hàng đến với hiện tượng men gan người ta cao, hoặc là người bị viêm gan B, gan nhiễm mỡ hay đau tức hạ sườn phải, hay bị mẩn ngứa ở người thì mình cũng cho sử dụng sản phẩm giải độc gan Tuệ Linh. Thì tất cả những khách hàng đó thì quay lại thì cái phản hồi của khách hàng đối với sản phẩm thì mình thấy rất là tốt. Người ta thường nói phụ nữ là người giữ lửa trong nhà. Với gia đình anh Khang, không chỉ là gia đình đầm ấm trọn vẹn, mà chị còn là người chăm lo chu toàn sức khỏe cho chồng con. Giờ đây, anh mạnh khỏe, có thể chăm sóc con cái, yên tâm công tác. Đó là do virus viêm gan B của anh đã trở về âm tính.
Đó là nhờ người vợ dược sĩ đã chăm sóc anh hàng ngày bằng sản phẩm giải độc gan Tuệ Linh.